Vâng, cháu chào bác ạ. Đây của con đây. Đó, trong lúc đang đợi bạn thì là ở đây cũng rất là đông các bé. Đây đây. Bé áo lên này nhá. À. Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Cháu Mai xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. À, hôm nay thì chúng cháu cũng rất là vui vì là cũng có rất là nhiều các ông bà, cô bác, anh chị là đồng hành cùng chúng cháu để mang những phần quà trao cho bà con nhân dịp là gần Tết. Thì ở đây là có chị Maria Quý có gửi về cho cháu Đào là 16 triệu 500 nghìn đồng. Thì hiện tại là cháu Đào đang có mặt tại huyện Mèo Vạc, cháu Đào cũng đang chuẩn bị là bốc gạo lên xe để thay mặt chị là đi vào trong Niêm Sơn để phát cho bà con, để bà con là có những bao gạo để ăn Tết chị ạ. Thì chị gửi về là 16 triệu 500 nghìn đồng thì cháu Đào cũng có mua 100 bao gạo. Thì mỗi bao ấy là cháu Đào mua tại kho luôn nên là 150 nghìn một bao, là 100 bao ấy là 15 triệu đồng. Đấy, tiền xe đi vào nữa là người ta tính luôn vào ấy là 16 triệu đồng này, còn 500 là giúp cho nhóm. Ngoài ra thì hôm nay nhóm của chúng mình là cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thương của các cô bác anh chị Mai nhé. Đây là có chị Maria Quý này 500.000 đồng, chú giấu tên là 1 triệu, cô chú Phong Nguyên ở Mỹ gửi về 8 triệu, giúp nhóm 3 triệu đồng, quỹ người nghèo là 5 triệu, cô Hoàng Thị Tân ở Hà Nội giúp nhóm 1 triệu rưỡi, gia đình cô chú Phương, gia đình cô chú Phương và cô Nởi là 1 triệu đồng, cô chú Hiến Kiều là 2 triệu, gia đình cô Hương là 1 triệu rưỡi, chị Bích Ly là 500 nghìn đồng. Đây là các cô chú cũng gửi về chung gọi là một nhóm ấy, gửi về tổng là 5 triệu đồng thì giúp nhóm của chúng mình là 1 triệu rưỡi, còn lại là 3 triệu 500 nghìn đồng. Các cô chú cũng bảo là cái tiền này thì mấy nữa chị em mình thấy những hoàn cảnh khó khăn thì giúp các cô chú là mua đồ đạc cho. Đấy, ngoài ra thì là nhóm mình hôm nay là có nhận được là 7 triệu rưỡi Mai nhá. Thì là chia cho 3 thành viên là mỗi thành viên là được 2 triệu rưỡi này. Bây giờ thì nói đến đâu thì làm đến đấy luôn. Cũng thay mặt các cô chú là trao lại cho em Mai cũng như là anh Caramel. Đấy, ở đây là mỗi người được 2 triệu rưỡi. 1 triệu này, 2 triệu này, Mai cầm hộ chị nhá. 400 500 đây. Cảm ơn ạ. Rồi. Ở đây thì cháu Mai cũng xin cảm ơn phần quà của tất cả các cô chú đã gửi đến cho cháu Mai rất là nhiều. Chúc quà tất cả các cô chú luôn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, còn đây là phần quà cũng là 2 triệu rưỡi của anh Caramel đang quay phim. Thì lúc nữa là cháu Đào đưa cho anh sau. Còn đây là phần quà của cháu Đào là cũng ở đây thôi. Đấy thì cháu Đào cũng không biết nói gì nhiều, cũng xin chân thành cảm ơn các cô, các chú đã luôn đồng hành cùng chúng cháu, giúp đỡ chúng cháu cũng như là giúp đỡ bà con trên vùng cao. Xin chúc cô chú và gia đình là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn gặp được nhiều điều may mắn ạ. Còn ngoài ra về quỹ, trước đó cháu Đào có nhận được là cô Duyên vào nhóm thiện nguyện ở Canada, còn lại là 500.000 đồng. Ông Ngô Văn Khôi ở Mỹ còn lại là 365.000 đồng. Chú Ngô Văn Phước là có 1 triệu rưỡi, cái này thì cháu Đào chưa tiêu đến. Đấy, tại vì là khi nào gặp hoàn cảnh khó khăn xứng đáng thì cháu Đào mới thấy mặt các cô chú là trao lại cho các hoàn cảnh sau. Đấy, chú Nam 200.000 mua bánh kẹo cho các cháu. Đấy, cái này thì để sau, tại vì là hôm nay thì cháu Đào cũng có thay mặt chỗ cô Catherine. Đấy, trước đó thì cô cũng có gửi cho cháu Đào là 200.000, là cháu Đào cũng có mua một lần rồi, là 100.000 tiền là bánh kẹo cho các cháu. Ngoài ra thì còn dư lại 100.000 nữa thì hôm nay là cháu Đào cũng mua nốt phần quà của cô. Đấy, cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều. Còn phần quà của chú Nam thì để sau. Đấy, chúng cháu là vẫn còn đi nhiều nên là sẽ dùng đến phần quà của chú sau ạ. Đấy, bây giờ thì là vào trong này để cùng các anh là bốc gạo đấy, lên. Đấy, 100 bao thì là chị có dành cho 50 hộ, thì là mỗi hộ là mỗi hộ là 2 bao. Đấy thì bây giờ là xe cũng có ở trong này rồi, là chuẩn bị là bốc lên xe thôi. Xe nào nhỉ anh nhỉ? Xe kia phải không? Giờ là anh chủ quán vừa ở đây xong, nhưng bây giờ là cũng đi đâu rồi. Tuy nhiên thì chị em mình cứ vào bốc gạo ra ngoài này đi. Đấy, tiền thì cũng trả xong hết rồi. Đấy. Đúng rồi. Đây là những bao gạo 10 cân.
Nếu mà mình mua lẻ ấy, là mỗi bao 160.000 đấy. Tuy nhiên là chị em mình là chị cũng gửi mua nhiều ấy nên là mỗi bao 150 và cả tiền xe nữa là 16 triệu tròn. Ngoài này là các anh đang chở sắt đi làm đâu đây? Đấy. Ông chủ chắc là đang đi ăn sáng hay sao ấy, tại vì là nãy là cũng bảo là chị em cũng đến khá là sớm ấy. Đấy, chở đi tận đâu à chú? Chở đi tắt ngà. À tắt ngà. Cái này là về làm nhà nhỉ chú nhỉ? Đấy, nhìn thế thôi rất là nặng ấy, tại vì là cái cây sắt đấy. Mấy chuyến anh? Một chuyến là hai xe là một chuyến. À, hai xe một chuyến. Cái này là đi ship hay là nhà mình mua? Không, làm công trình của xã. À công trình mà. Của xã. À. Nên là chở với lại rất là công kềnh, đúng không? Rất là công kềnh ấy. Rồi rồi chú ạ, đến rồi nhỉ, thế thôi nhỉ. Đấy chú là đi cả cái con xe bán tải luôn, chất thật nhỉ. Đấy cũng bằng đấy tiền thôi, tuy nhiên chú bảo là ít đấy, nên là chú chở bằng xe bán tải cho nhanh. Đó. Giải bạt lên chứ, đúng rồi. Thế là chị lên trên thôi, may dưới bốc lên nhá. Vâng. Nào. Bốn. Mai đếm không mai? Đếm không. Đếm nhé. Ờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Các bác thì là tiện là các bác cũng gửi cho cháu Đào mấy bao quần áo để phát ở đâu cũng được, tức là bà con thì ở đâu cũng thiếu thôi, nên là hôm nay cháu Đào cũng tiện có xe ô tô chở vào ấy là cũng chở vào luôn. Ở đây là có một thùng của ông Dư và ở đây là bốn bao của chú Lâm đấy, chú ở Hải Phòng, chú có gửi bốn bao và có hai đôi giày trong này nữa, tuy nhiên thì em Mai đã lấy ra rồi đấy, thì cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ông Dư với lại chú Lâm rất là nhiều. Còn bây giờ thì bốc lên xe và lúc nữa là phát chung với lại gạo luôn các bác ạ. Cho lên kiểu gì nhỉ chú nhỉ? À, vâng. Chú xe to không đi, đi xe nhỏ là. Cháu cho vào trong này nhá. Vâng. Bây giờ chú đi ô tô, chúng cháu đi xe máy theo sau. Sau một quãng đường đi thì chúng cháu cũng đã đến nơi rồi. Ở đây thì bà con cũng tập trung khá là đông rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay là cũng có sự đồng hành của YouTuber Cói Lan Lin nhé các bác. Tóc chưa khô. Tóc chưa khô. Đi từ rất là sớm. Bác. Dạ. Vâng, cháu chào bác ạ. Chào bác. Bác cán bộ. Đây là bà con tập trung đủ chưa hả bác? Vâng, tập trung đủ rồi. À, đủ rồi ạ. Vâng, cháu chào bác ạ. Ok. Dạ. Chào bác ạ. Tại lạnh thế nhỉ? Tại lạnh, chúng cháu đi xe. Đấy. Từ trên nhà bạc xuống đến đây là cũng rất là lạnh, sương mù. Ở đây thì là cũng có tập trung rất là đông ở đây rồi. Thì là cũng do là mưa ấy là chúng cháu cũng không thể chở hết vào trong các thôn cho bà con được. Nên là bà con cũng tập trung ở nhà cộng đồng. Đấy. Ở đây là mấy thôn nhỉ bác? Ở đây là 12 thôn. 12 thôn. Đấy, thì bà con đến nhận ấy là mấy thôn ạ? Một thôn đây thôi. Một thôn, 50, 50 hộ bác ạ? Vâng, 50 hộ. 50 hộ. Vâng. Đấy, thôn đến nhận tên là gì ạ bác? Thôn này là có danh sách. Thôn Ngậm Cạch. Thôn Ngậm Cạch, vâng. Thuộc xã Niêm Sơn các bác vâng. ạ. Ở đây thì cũng tập trung khá là nhiều bà con người dân tộc Mông ở trong này. Tuy nhiên thì là 90%. Vâng, 90%. Về làm ruộng ấy thì là bà con người Mông là không làm rồi. Mỗi chú là người khác không? Chú là người khác. Chú dân tộc gì ạ? Tộc Tày. Tày. Đây đồng chí, đây là đồng chí bí thư chi bộ. Vâng.
vâng. Thôn và là tận nơi khác đồng chí trưởng thôn. Này, hôm nay là toàn các bác cán bộ. Người gốc Nam Định. À, Nam Định. Bác... Người Tài Nam Định nhỉ? Người Tài Nam Định. Ừ. Ôi vậy Nam Định cũng có người Tài à? Úi có chứ. Người một thành phố Hồ Chí Minh cũng cả người Mông. Vâng. Hà Nội có người Mông nhá. À, Hà Nội cũng có người Mông ạ. À. Bây giờ cháu mới biết đấy. Đấy gạo là cũng đến trong này rồi. Có lẽ là bây giờ là cũng bốc xuống thôi nhỉ. À, chắc là để em lên lấy mấy bao quần áo xuống trước á. Để mình bốc gạo xuống cho dễ. Ở dưới này là hơi ướt đấy. Có lẽ là bốc vào trong kia luôn á nhỉ. Dạ. Vâng, cái này là vâng, cái này mới bao quần áo, cháu để quần áo ra riêng ạ. Vâng, có cả bao bảo vâng. Lấy bạt về xong rồi giải. Dạ, dạ vâng, cái này là quần áo cháu để quần áo xuống trước ấy. Vâng. Lại mưa tiếp hay sao ấy nhỉ, chị nhỉ? Chị tưởng dưới này nó là may là hôm nay là thời tiết ủng hộ. Mấy hôm trước là mưa rất là nhiều. Đấy. Chuẩn bị có quần áo thay rồi. Chuẩn bị có quần áo thay rồi. Các cháu là dạo này là không có quần áo để mặc luôn tại vì là mưa quá giặt cũng không khô. Đấy, trời mưa thì đi xóm vào các xóm ấy là cũng khá là vất vả đấy, trơn quá. Còn đường đất thì... Túi bánh là Mai cầm nhỉ? Ở xe Mai đúng không? Ở đây là cũng có khá là nhiều các bạn nhỏ ấy. Đây là túi quần áo mưa. Đây có các bạn này, đây, phần quà của cô Catherine. Đó. Các bé này là mấy bé thôi. Đấy, còn là những bạn lớn hơn thì hôm nay là vẫn đi học ấy. Đó. Nhiều mà Mai ạ, cho cả mời cả các mấy bạn này nhìn quen nhỉ, hình như là ở trong Liêm Tòng phải không? Quen chị ạ. Quen chị à? Thế chị tên là gì? Chị gì nhỉ? Đào, có phải là phải đấy. Thế em lấy chồng ở đây à? Vâng. Ui, lấy chồng sớm ấy. Có em bé chưa? Có, hai. Ui ôi, hai đứa rồi á? Vâng. Ui ôi, bạn này là còn là rất là trẻ này, nhìn quen tuy nhiên thì là ở cùng một thôn ấy, ở thôn gần nhà cháu Đào, tuy nhiên thì chị em lâu ngày không gặp ấy, là cũng chỉ thấy quen thôi. Sao không nhận ra nhau rồi. Đây của con này. Đó, trong lúc đang đợi bạt thì là ở đây cũng rất là đông các bé. Đây đây. Bé áo lên này nhá. À. Cho các cô nữa đây. Đây, con mời cô. Vâng. Đấy, những món quà này là bà con với lại các bé là cũng rất là vui rồi. Đó. Đây chị ạ. Em mời chị. Đây đây. Đây còn em bé ở đằng sau nữa đây. Đây Mai chia cho các bé ở đây nhé. Để chị đi hộ các bác bốc gạo xuống ấy. Dạ. Phát luôn thôi. À phát luôn à? Bê vào đây mình cũng phải phát. Vâng, nhưng bây giờ là... Gọi, có danh sách gọi. Vâng, vâng, thế là gọi về xong rồi là... Có các cháu ngồi đây. Chúng cháu không cần ngồi đó ạ, chúng cháu đứng thôi. Lạnh quá bác ạ. Đấy, các bác ngồi cũng được, chúng cháu đứng ấy. Vâng. À, các bác là cũng lên danh sách hết rồi, tại vì là cũng đông quá 50 hộ nên là phải có danh sách thì là vâng ạ, vâng, đấy thế là có danh sách là cũng gọi từng hộ ra để nhận mỗi hộ là 2 bao đấy, vâng, hơi mưa rồi các bác ạ, không biết là chắc có lẽ là phải tranh thủ nhanh lên thôi, tại vì là gạo ấy là sợ bị ướt đó. Mặt che tạm vào chị có ạ. Đấy, chị em mình đứng ở đây luôn nhỉ, để vâng. 50 hộ, vâng. Đấy, cháu cũng xin thông báo với lại các bác thì hôm nay là có phần quà của chị Maria Quý. Đấy, chị có gửi về giúp 50 hộ là mỗi hộ 2 bao gạo. Đấy, có gửi về là nước nào vậy? Ở bên nước ngoài cơ. Đúng. Vâng, chị Maria Quý thì có dành tặng phần quà cho bà con mình. Vâng. Đấy, bây giờ là vâng. Đấy, cũng xin thông báo cho các bác biết từ lúc nữa các bác khi mà bà con nhận quà ấy là cũng biết là phần quà hôm nay là từ Mạnh Thường Quân nào các bác ạ. Hôm nay là trong này là rất là nhiều các chú cán bộ. Hơi run. Đấy.
các chú là làm việc là sợ nhầm lẫn nên là gọi đến tên của ai nhận xong là các chú sẽ gạch ở trong sổ luôn. Đây. Vâng. Mỗi hộ 2 bao ạ. Đi về luôn đi. Đi về luôn. Nhanh gọn lẹ. Xong mì lử à? Danh sách nhận quà Tết luôn. Một đồng hai. Anh là trưởng thôn ạ? À? Vâng. À, trưởng thôn. Anh tên gì anh? Cha. Anh cha ạ? Vâng. Vâng. À, nếp số nhận trách à? Nếp bộ phai lư. Con dâu. Đây, con dâu. Ba mà chơi à? Chơi chơi chơi. Chơi chơi chơi. Anh có lẽ là phải chuẩn bị một cái mic nhờ bà con mới nghe thấy được. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Cái chốt không phải nhiều lắm mà. Đi nhận quà là thấy các chị đi nhiều hơn nhé. Các anh lại cũng nghe nói bảo đi làm rồi. Nên là đi nhận quà là thấy các chị em phụ nữ con gái là đông hơn này. Đấy đọc tên, đến tên của cô nào thì vào đây để nhận luôn đấy. Học sinh à. Các anh ở lại nhé, các anh ở lại nhé. Tí còn quần áo nữa. Vì là giờ cho bà con nhận gạo trước. Xong quần áo thì cháu Đạo cũng cất vào trong hiên rồi. Anh không mưa cũng không đến đấy. Đâu đến anh nào rồi nhỉ? Không, cái này là chắc là anh trưởng thôn là anh ấy lên một cái danh sách hết rồi. Vâng. Bây giờ là nếu đọc từ đầu thì lại có những người là từ đầu đến lại chưa, nên bây giờ phải tìm nó sẽ vâng. Lâu. Danh sách 50 hộ là cũng khá là đông ấy. Còn có nhà là như bác trưởng thôn cũng bảo là có nhà bận không đến được ấy, thì lúc nữa là có danh sách hết ấy, thì nhà nào chưa nhận thì là bác trưởng thôn sẽ mang về cho. Đó. Xin nhá, cảm ơn nhá. À đây này, cô đây này. Hai anh ấy lúc có ý lúc nó chi à? Không có người trả đây. Vâng, mình trả ngày 25 tháng 11 à? Đấy, tưởng mấy chị em ở ngoài thị trấn xuống tưởng không mưa nhỉ chị nhỉ, mà vào đây trong này lại mưa rồi. Đấy là hơi bất ổn rồi đấy. Ở trên kia nắng á? À, mai là nắm rõ thời tiết như một nhỉ, đến trong này vẫn biết là trên huyện là đang nắng ấy. Tại vì nãy em có nhắn tin với bạn em thì bạn em có bảo là ngoài nắng. Ngoài nắng á. À, trong này là cũng mưa rồi, tuy nhiên là cũng mưa bé bé thôi. Đấy là mưa là phát quà là cũng úi ngã nhá, con nhá. À đâu Mai, kẹo đâu rồi? À Mai. Đây như đây là những bao gạo mà các anh là đã nhận và để lên trên xe. Đây là một xe 4 bao thì là chở hộ nhà bên cạnh luôn ấy. Như người hàng xóm là không có xe chẳng hạn thì là anh sẽ chở về hộ. Đây này. Thì các anh cũng nhận được khá là hộ rồi. Đấy. Ba người chín tư luôn đó. Thôi bây giờ cho khổ khăn đi, cái đấy để giải quyết sau đi. Không ai đến chắc cứ cho nhận trước anh ạ. Lấy đi. Đây. Anh này 2 bao là nhận hộ về luôn đúng không? Dạ. Anh này này là nhận hộ. À vâng. Ở đâu không phải? Không phải anh lúc nãy đâu đúng không? Chị đang nhầm anh lúc nãy đúng không? Có hết.
À, anh là nhận hộ đúng không? À, nhận hộ, vâng. Đây chị. Mưa các chị là đeo cả ủng đi. Đấy, các chị con gái có lẽ lúc nữa là vác về thôi. Đấy, còn đi xe thì bình thường là đi cũng được thôi. Tuy nhiên là trời mưa này là các chị em tay yếu, chân mềm là chỉ có đi bộ thôi. Cái này lòi xuống à. Rất là đông này. Thế các chị này là lúc nữa là vác về xa không à bà? Nhà bà ở đâu? Ồ nhớ từ phố. Nhớ từ mình. Một chút rồi. Một cái tờ thứ Một con tờ. Là một con tờ thứ. Như bà là đi bộ để đến đây là nhận này. Nhà bà đấy cũng ở khu vực ngoài này. Đấy, đây là các bà là đã nhận xong rồi. Tuy nhiên là còn mấy bao quần áo nữa. Lúc nữa là cũng nhận nốt rồi là về một thể luôn. Vâng. Em này là lấy chồng ở đâu? Ở kia. Ở kia. Lúc nữa chị vào nhà chơi được không? Cứ vào chơi đi. Cứ vào chơi đi á. Đấy, có được không? Được chứ. Ở nhà vào nhà là chị chưa ăn sáng đâu. Nhà có gì ăn không? Không có. Có ăn mèn mén. Có mèn mén á? Vâng. Ăn mèn mén với cái gì? Rau. Ở rau á. Thì lúc nữa chị vào nhà em ăn sáng nhé. Vâng. Hàng xóm ấy. Hàng xóm ở chỗ chị. Nghe thấy được ăn cơm là có động lực rồi. Có động lực rồi à? Đấy, sáng nay là đi là không ăn đi thế. Đấy, em đấy là nhận hộ. Ui, mưa to hơn rồi hay sao đấy? Mày có ở đây có cái bạt để che lại này. Tua. Lò nà đó, lò nà đó. À, đọc hộ nghèo trước hay sao ấy chị có ạ? Đọc những hộ ưu tiên hộ nghèo trước. Đấy, tuy nhiên là cũng có đủ hết thôi. Đấy, hộ nào cũng 50 hộ mà thì cũng đủ thôi. Nhưng mà các anh là ưu tiên những hộ nào khó khăn hơn lên trước. Mai là khỏe nhờ, một lần là bê 20 cân đấy. 20 cân. Mỗi bao là 10 cân. Đúng rồi. Thế thì bây giờ trời mưa là bà con cũng đến chưa đủ ấy, là các anh hộ em bê vào trong kia nhé. Vâng. Vâng, vâng. Mặt dân đều. Cái này là danh sách hết rồi, ai cũng có phần hết rồi. Vâng. Giải quyết xong là làm các cháu về. Sáng nay em xếp vào tận trong này đấy, chị có ấy ạ. Bàn này là của bác lái xe. Thế là bây giờ là cái này là người ta chưa ra à bác? Chưa ra. Trời mưa cho nên chưa ra. Chưa ra. Thế ai ở gần nhận hộ cũng được mà, tại vì cũng có danh sách hết đấy. Những người mà ở gần không, đã đến rồi ấy. Không nhận hết được đâu. Vâng. Phải nói về nhận xong trưởng thôn phát đi. Vâng. Biết mặt. Thế đi nó không giả đưa cho người ta nào. Vâng, ý là nếu mà anh em đến thắc mắc nhau của tỏi lên. Vâng. Thế là tốt nhất là cứ để cho trưởng thôn thôi. Vâng. Nó gọi từng người về nhận. Vâng, thế cái này là bây giờ là giao cho trưởng thôn giao với lại thôn. Bác nhá. Rồi, tại vì là bác với trưởng anh trưởng thôn cũng cầm danh sách ấy thì rồi, là... đấy có danh sách mà. Vâng. Đấy, thế thì là cái này là bác là bác bí thư rồi, bí thư chi bộ đây rồi. Vâng. Người cao nhất đây rồi. Vâng, thì bác hộ cháu nhé. Ok đi, ok. Vâng. Bác đề xuất để các
cháu còn về không, chờ đến tận chiều cũng phải chết à? Chúng cháu chờ không được, tuy nhiên là không biết là lúc nào bà con mới đến. Đấy thì bác cũng bảo là cái này thì gửi lại cho bác với lại anh trưởng thôn. Đấy, bác cũng có danh sách hết rồi, lúc nữa là ai đến sau thì bác sẽ đọc danh sách và phát lại cho bà con các bác ạ. Ở đây là cũng có khá là nhiều này. Đấy, với lại là có còn quần áo nữa. Ở đây là những người mà vâng, ở đây là những người mà đã nhận rồi, còn quần áo thôi. Thì bây giờ là vâng, đấy cũng không có tấm bạt nào nhỉ. Không có. Đấy, bây giờ quần áo này là mưa này là vâng. Đây các cô ở gần là xem có tấm bạt nào không ấy. Tàu ít chào tàu. Đây đủ hết rồi chị ạ. Đây gạo có ở đây rồi. Đấy chị về xong nhận gạo luôn. Trong thôn ấy, thôn mình là nhận được hết mà. Có 50 hồ thôi à, 113 hồ cơ mà. Có 50 hồ thôi à. Cho nên không có tên là phải đâu. À, tức là lên danh sách là 50 hộ, ưu tiên hộ nghèo đúng không? Xét duyệt đấy, chứ không phải là ấy đâu. À, xã xét duyệt, ưu tiên hộ nghèo. Ưu tiên hộ nghèo. Vâng. Mình cũng như chú đâu, hộ nghèo mà hộ khá không được đâu. Vâng. Đấy. Đấy, thế đây là phần quà là ưu tiên là các hộ khó khăn hơn. Vâng. Xét duyệt đấy, có danh sách đàng hoàng. Dạ vâng. Mình không phát định tin được đâu. Vâng. Vì mai dân người ta được. Vâng, đây chiếu đây rồi. Này, để em vào đây lấy quần áo. Được chị ạ, nhưng không biết là qua đâu vào nhỉ? Có mở cửa không? À có. Đây bảo các chị là hộ mấy người một bao vào trong kia luôn mai ạ. Đâu ạ? Bà này ạ? À vâng, đây đây. Mai cầm hộ chị thùng quà kia vào nhà với. Lo ní á, nì lo. Từ từ ní. Từ từ ní, ơ ạ? Ờ, ơ lo. Thế nhà cô là ở đâu mà đến muộn đấy? Ơ nhớ là tứ? Nhớ là, ơ nhớ là nì là lo lì lì vớ. Ừ, lo lì lì vớ chạy nè. Vâng, cô cất đi xong rồi vào trong này để lấy quần áo. Anh ơi, anh ơi, thế thì anh cầm danh sách là bà con bây giờ cũng chưa đến hết ấy. Thì như nãy bác bí thư cũng bảo là ưu tiên những hộ khó khăn hơn. Thì anh cũng có danh sách ở đây hết rồi, thì gạo này là em giao lại cho anh nhé. Đấy, thì lúc nữa bà con đến thì anh phát lại cho bà con. Thì đây là phần quà của cô Maria Quý. Đấy, cô có gửi giúp đỡ bà con mình nhé. Vâng. Vâng. Giờ thì bà con đã vào trong nhà để chọn quần áo rồi. Thế cho một số là đứa này. À đây ạ? À? Đâu đâu rồi? À đây à? À em vừa đi học về à? Thế nhà em ở đâu? Nhà em ở Nậm Cạch. Thế lúc nữa là em có mang về được không? Em bé thế. Hả? À vâng. Đấy hai bao nhá. Đấy không biết là em bé này là có mang được nữa không? Tại vì là nhìn cái thân hình là gầy gò bé tí đây này. Em học lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 à? Thì bố mẹ đi đâu hết rồi mà không đến nhận mà để em đến? Nhà em xa bố không? Mẹ có sợ nặng. Bố mẹ đâu? Bố mẹ em ở nhà. Ở nhà? Thế sao bố mẹ không đến? Bố mẹ em không biết. À, không biết á? À? Nhưng mà cái này thì hôm qua cháu Đào cũng có liên lạc cho xã trước rồi thì cháu Đào mới vào. Rồi, thế thì em cất đi xong tí nhờ chú nào trở về nhé. Có chú nào ở gần nhà mình đến là trở về. Rồi, đấy, để ở đâu? Để đâu? Em để đâu? À, để đây à? Để đây sợ nhầm lẫn không? Ở đây là những phần quà mà bà con đã chọn được. Ui, trong này là không ai ở trong đấy à mày? Ôi, bà con là mở ra chọn hết rồi à? Cái này thì là các bác đến tự lựa thôi. Chị em lựa thì có cái là không vừa với lại các chị đấy. Nên là đây là những bao quà mà bà mở ra thì các chị cũng tự lựa thôi. Đấy, 4 bao là của chú Lâm với lại là của ông Dư. Đấy, một thùng. Đây là cho ra chiếu hết này. Chật quá chị em, mình muốn lựa hộ cũng không được. Cái này là sổ gì đây? Đeo vào cái sổ đi. À, không phải sổ theo dõi. À, chín ý. À, cá nhiên rồi. Mang đi xã để nhận tiền đấy. Cổng này cổng lòn đi nói. Đốt đi nó. Ní ní, nên nên lòn đi nói. Ờ. Đấy, cùng nhau chọn này. Nên chỉ phó áo, khờ lò táo. Bà con là rất là đông vui nhộn nhịp ấy. Cho ra hết đi mày ạ.
Đây là bà con tự chọn cho mình ấy. Rất là đông nhỉ. Nên chỉ bao áo, khờ táo. Khờ nên táo. Đây, mẹ chú mặc chả vừa à? Ôi sao lại để xuống đất hết mày? Chỉ bao áo khờ tà tà. Khờ lòn đi lòn. Chia chỉ dùng à. Do là bên ngoài trời cũng mưa quá nên là cũng vào trong nhà cho bà con lựa ở trong này thôi. Thế quần áo là cũng rất là dễ ướt đấy. Còn gạo thì chúng cháu cũng cho vào hết trong hiên rồi, cũng là không ướt được rồi. Các bác cứ yên tâm. Anh này còn chọn được một cái cặp cho con nữa này. Nên chị bao A nhé. Ôi, chị này mặc cái áo của người Tây sao ấy nhỉ? Nên là gì nước soi à? Nước soi gì đó, on na hủ á. Đấy, chị mặc là hợp chị luôn, làm gì nữa. Đấy, nhìn là rất là đẹp này. Đấy, đây là cái quần, cái, cũng là cái quần của người giấy luôn hay sao ấy? Đúng không chị? Đúng. Cả bộ luôn. Thế là hôm nay là cô gái Mông hóa thân thành cô gái giấy à? Nhà chị ở chỗ nào? Nhà chị gần đây mà. Gần đây à? Khỉ lúc chó thế là đây có một cái rất là đẹp này. Rồng đó. Về đợi cái khăn. Về đổi cái khăn khác nữa là không nhận ra là người Mông luôn. Đấy là sau một hồi là các anh chị em là cũng đã chọn được cho mình là những cái áo rồi, cái quần. Em bé vào sau tìm em bé một hai cái đi. Nhà em có em không? Có em gái ở nhà không? Có đây, mang về cho em gái nhé. Đây bé, mang về nhà cho các em ấy, ở nhà cũng có em gái nữa. Đây chị mặc cái này cũng được này, mặc ở nhà ấy, đẹp mà. Rồng mà. Cái này với cái này một bộ này. Chị được cái áo, em tìm được cái quần này. Đấy, được một bộ quần áo ở nhà. Cái này nữa này chị ạ. Đấy, cái này là mặc ở nhà rất là đẹp này. Đấy, mùa đông hay mùa hè đều mặc được hết. Đấy, chị này là mặc tại chỗ luôn. Rồng á. Rồng á. Bỏ cái váy ra là không nhìn không biết người Mông rồi. Rồng á. Rất là vui bà con ấy. Khi nhận được mình là những món quà rất là ý nghĩa. Đấy, cháu Đạo cũng xin thay mặt bà con là gửi lời cảm ơn đến các cô, các bác, các anh chị hôm nay cũng có rất là nhiều phần quà dành tặng cho đội nhóm của chúng cháu cũng như là dành tặng cho bà con. Đặc biệt là chị Maria Quý cũng có phần quà thật là ý nghĩa. Bà con trên này thì như chúng cháu cũng hay nói là có khi là một năm đến Tết ấy, bà con mới dám mua ít gạo cũng như là ít thịt để ăn Tết thôi. Còn ngày hàng bình thường ấy là bà con cũng chỉ ăn mèn mén với lại rau dưa. Đấy, còn ăn uống ấy thì cũng chỉ có như vậy thôi. Mèn mén thôi. Đúng rồi, nhưng có những bao gạo cũng vậy là cảm thấy là rất là ấm lòng. Đấy, khi mà chúng em cũng rất là vui khi mà được thay mặt chị là trao tận tay cho bà con những món quà rất là đặc biệt này. Đó. Thế là anh trưởng thôn đang sắp xếp lại để lúc nữa là bà con đến sau là anh sẽ phát cho. Còn bao nhiêu bao hả anh? Thế là còn bao nhiêu hộ nữa nhỉ? Hai bao. Mười lăm bao. Thế là còn là 15 hộ nữa. Thế là đây chắc cũng có các anh đang đến sau này. Thì là các anh nào đến sau thì là cứ phát cho thôi, mỗi hộ 2 bao. Đấy, cứ thế. Đấy, như các anh là cũng bảo là lên danh sách cho
Nếu mà cả thôn thì lại hơn 100 hộ cơ thì lại không đủ các bác ạ. Thì là các anh cũng ưu tiên hộ nghèo. Vâng. Thế là ưu tiên hộ nghèo đúng không? Vâng, thế thì lúc nữa là anh hộ em nhé. Vì là bây giờ em ở đây thì cũng không biết là khi nào bà con mình mới đến ấy. Thì anh là người ở đây thì anh cứ ở đây luôn. Bà con đến là anh cứ thế mà phát thôi. Đấy, còn những người mà đã nhận ấy thì là anh cũng đã gạch tên đi rồi. Đấy, còn không thể nhầm được đâu các bác ạ. Đấy. Đây là các chị là nhận quà và cũng chọn được quần áo rồi, là chuẩn bị đi về thôi nhỉ. Ơ thế nhà bạn này ở đâu nào, cho chị đi chơi với. Đi ở kia. Ở kia xa không? Xa, không xa nữa. Thế đi? Một cây. Thế em đi bộ hay đi xe đến đây? Đi bộ. Đi bộ á? Ôi, thế bây giờ mình về nhà em đấy kiểu gì được nhỉ? Đó. Thế là đây là nhà ai ở đây? Hỏi nhà em ở đây không? Hả? Đây là hình như đây là nhà của bác nào? Đây nhà, nhà của nhà chị. Của chị ở bên cạnh. Chị bên cạnh này à? Đây là một cái căn nhà bằng gỗ cũng ở ngay mặt đường. Đây là đường đi lại của nhà em Đào đấy. Em Đào bình thường đi về cũng qua đây về thôi. Đây là những bao gạo đấy, các chị em đã nhận và để chung lại ở đây, lúc nữa là cùng nhau mang về. Đấy, được cái nào chưa hả bà? Được nhiều không? Tàu hăn tàu lút rồi. Ở bên lút đi đó. Na lắm. Chị Na. Chị Na là cao một xe mặt Na. Bà nói về tắm rửa xong mới mặc cơ. Các anh là có xe là đi về trước rồi, chở gạo về thôi. Đây là có một chị đang chuẩn bị là về này. Chở về tận đâu hả chị? Múng hoặc tư múng? Một tuần đi một lần. Ở lắm? Nhiệt con. Ở lắm? Đây, chở hai mẹ con. Quần áo buộc luôn. Anh đã bắt tà rồi. Mù chê lắm. Nên mà mù nhá. Đấy, bây giờ là bà con nhận xong là cũng đi về hết rồi. Còn mỗi anh trưởng thôn thôi là ở lại. Nông tu ni nà. Nông tu ni thiết bao à? Nữ cởi lúc bê từ thiết tàu ấy. Đấy, các chị chưa về à? Chị tao mù á? Nên mù chó tứ? Mù về trắng hả? Thế là điệu về à? Để... cái này là cái dây từ cái váy. Trong này là hai bao này, là cũng điệu lên dốc thôi nhỉ, bây giờ ấy. Nhót đế chị đế, nên là đế thế lò. Xét lò chị tao không đi lò. Lò tao mà kết lò mà. Kết luôn luôn lò. Đường về nhà các chị là đường đất. Đấy, nên là các chị là hôm nay mưa là đi bộ xuống dưới này để nhận quà thôi. Đấy, cũng gộp hết vào một cái bao lớn xong rồi là điệu về một thể luôn ấy. Nhà nhau. Mama lò. Nên mama mù nhá. Vâng. Vợ em gái nhà ở đâu? Cái đứa kia kìa. Đứa kia nhà và ở cách đây một cây cơ. Em còn không nhớ tên là gì rồi ấy, bây giờ ấy. Đấy, thì còn có lẽ là nội dung này thì chị em chúng cháu cũng truyền tải đến đây thôi các bác ạ. Cũng cảm ơn tất cả các ông bà, các bác rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng chị em chúng cháu ạ. Còn bây giờ thì cũng xin phép dừng lại ở đây thôi. Đấy, hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim tiếp theo thôi ạ. Xin chào ạ. Nhớ đăng ký kênh nha các bác.